Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dưỡng cốt khang. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về dưỡng cốt khang cũng như cách sử dụng thuốc, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần Địa liền Dầu vẹm xanh Quế chi Thiên niên kiện Mộc hương Nhũ hương Mã tiền chế Hương phụ tư chế Thương chuột Canxi gluconat Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin K2 Phụ liệu vừa đủ một viên Công dụng Giúp giảm đau do thoái hóa xương khớp, viêm khớp mãn tĩnh Giúp hoạt huyết, tăng lưu thông máu đến những vùng xương, khớp bị tổn thương Đối tượng sử dụng Người có dấu hiệu thoái hóa khớp, viêm khớp, đau nhức xương khớp Người bị thoái hóa đốt sống, gai đốt sống và thoát vị đĩa đệm đặc biệt là người cao tuổi Cách dùng. Mỗi lần uống 2 viên, hai lần mỗi ngày. Mỗi đợt sử dụng nên kéo dài từ 2 đến 4 tháng. Chống chỉ định. Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Có biểu hiện bất thường báo ngay cho bác sĩ để có phương án khắc phục kịp thời. Nhà sản xuất. Công ty cổ phần dược phẩm và thương mại thành công. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về dưỡng cốt khang, đồng thời biết cách sử dụng dưỡng cốt khang sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham